hai cậu cháu xíu muội là đi kiếm măng về ăn nha. Đi kiếm măng về ăn, giờ không có ít đi chợ được cho nên giờ mình đi kiếm cây nhà lá dường về ăn. Đúng rồi, cây này nó thành gần thành tre luôn rồi muội. Cây này để cho nó thành cây tre luôn các bạn ơi, đó nó cao rồi. Thôi bà muội đừng có trèo. Đây muội muội đếm coi có mấy một măng đâu. Một này nhưng mà nó còn hơi nhỏ, muội mang dép vô coi. Cái một này nó còn hơi nhỏ nè, một này được nè. Mình chặt mấy một này đi. Một này nó bự nè, một nè. Rồi đây là hai nè. Cái một nữa nè. À đây thế nè. Ba một rồi chặt đi cô ba. Chặt cái nào trước. Rồi chặt một lát trước thôi. Cái nào dễ chặt chặt trước nha các bạn. Cứng dữ à. Cứng dữ mà cái con dao mình nó không có được sắc. À muội muội tìm ra cây nào nữa. À cái cây đó nhỏ, cây đó nhỏ kế bên cho bự ha. Rồi đợi cô ba chặt xong rồi. Đâu muội chỉ rồi. À cây này là cây mẹ phải không? Cây này là cây xí muội. Cây hai đâu? Cây hai hả? Đây. Cây hai bự nhất, cây hai là cây tre không ngờ à. Đây, cây hai đây nè. Cây hai của ba đang chặt kìa. Đâu phải, cây hai đây nè. À. Nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Nó cao hơn cây của muội, mà nhỏ hơn cây của mẹ đúng không? Chuyên nghiệp đó, người ta có cái đồ người ta sắn một cái lên chị măng, sắn cái lên chị măng, mình măng để mọc hay chỗ đất cứng khó chặt. Cầm giùm con cánh cột đi. Mụi làm gì, mụi leo cái tre hả? Trời ơi dữ. Cổ vũ cậu ba. Đánh kiếm, đánh kiếm, đánh kiếm. Gãy cây kiếm luôn. Gãy cây kiếm luôn. Wow, được một một măng. Uổng không, uổng không. Mất cái lỗi đó rồi nha. Mà kệ nó không sao, ăn cái trên cho non không ngon. Để qua bên đi, chặt tiếp. Rồi, tiếp tục cái mục thứ hai. Chặt ngang vô luôn. Bên này cậu ba chặt măng, còn bên đây cậu muội chặt cái gì vậy? Muội làm gì muội? Chặt không thấy cây nào mạnh hết. Không có thấy cái cây nào mạnh để quánh vô cây măng hết. Muội đánh nhau với một măng nha. Rồi cậu ba đã chặt được hai một măng nha. Thôi đi, hai một được rồi. Cục kia để mai mốt rồi ăn hết là chặt tiếp. Vô. Vô mọi ơi. Vô. Rồi cuối cùng cũng đã thu hoạch được hai mục măng nha các bạn.